Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với buổi hướng dẫn Escape 4.1 dành cho Escape Shop. Buổi hôm nay thì mình sẽ nói về phần tiếp theo của vật liệu gỗ. Gỗ ngày hôm nay mình muốn nói về những loại gỗ thông dụng khác thường dùng trong tủ bếp của gỗ công nghiệp, như là gỗ sơn, bề mặt sơn, hay là gỗ acrylic. Hai loại này cũng rất là thông dụng trong sử dụng nội thất. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói về cách làm gỗ acrylic như thế nào. Ở đây nó có một cái tủ bếp, mình đã lót một cái mã màu acrylic vào rồi. Cái mã màu này thì mình lấy trong cái bộ mã màu của An Cường. Cái này bạn tải trên mạng chắc cũng có rất là nhiều người chia sẻ. Một là bạn sử dụng cái màu trong này. Một là bạn sử dụng cái màu trong này. Hai là bạn sử dụng cái bản màu của An Cường cung cấp. Cái mã màu theo những cái map mà An Cường cung cấp. Cách nào cũng được. Nhưng mà thường thì mình hay sử dụng cái màu của An Cường cung cấp. Bạn muốn giảm cái màu đi thì bạn kéo cái này bớt. Kéo cái này bớt. Còn bạn muốn đậm thêm thì bạn tăng thêm. Cái này thì mình nói rất là nhiều ở những cái buổi làm vật liệu trước rồi. Bữa hôm nay thì mình không có nói về cái vấn đề này nữa. Muốn đổi tông màu hoặc là pha thêm màu, hoặc là cho nó sáng hơn xíu, cho nó tối hơn xíu đều được. Nhưng mà đừng cho nó cái này thì nếu mà một màu thì bạn có thể pha cái màu này nhiều cũng được. Tại vì nó không có vân mà. Rồi sau khi bạn lót cái mã màu vào rồi á, thì ở cái 1-2 map á, thì không có cần thiết. Tại vì bề mặt của acrylic á, thì luôn luôn nó bóng, nó thường là nó mình thấy nó một màu mà. Cái thứ hai á, đối với mà vật liệu acrylic á, thì mà để làm phản xạ tốt nhất bạn nên dùng map bẩn. Nhìn cho nó chân thực hơn, chứ nó trơn quá nhiều lúc mình nghĩ cũng được. Thì ví dụ như bạn kéo cái này về không cho nó bóng hết thì cũng được, nhưng mà đa phần thì mình dùng cái thêm một cái mép bẩn nhẹ nhẹ cho nó thôi, rất là nhẹ thôi. Ví dụ như mình thêm mép bẩn này rất là nhẹ này, sau đó mình đảo ngược mép này, mình đảo ngược mép thì cái này thường một mét là được rồi, một mét là mình thấy ổn. Nó có những cái vệt bẩn nhẹ nhẹ này, ít thôi, đừng có nhiều nha các bạn, ít thôi. Bạn cho nó ít thôi thì những cái bài của nó chân thực mà nó nhanh hơn, nó nhanh hơn và nhìn nó có cái gì đó nó chiêu chiêu hơn. Rồi, nhưng mà có một cái quan trọng đối với acrylic á, thì bạn nên tăng cái này lên 100%, tăng cái specular này. Tại vì acrylic á thì nó bóng kính, cái độ bóng nó cao, và lại cái hiển thị cái hình ảnh trên cái bề mặt nó cũng nét, cho nên là mình nên tăng cái này lên 100%. Vậy thôi. Acrylic thì đơn giản vậy. Chọn cho nó một cái mã màu, sau đó là lót cái mát bẩn vào, đảo ngược mát, kéo 100%, để giữ 100%, tăng cái specular lên 100%, rồi xong, đơn giản vậy. Nhanh gọn lẹ. Bạn muốn thì bạn đổi cái mã màu khác, ví dụ như mình cho nó màu đỏ đi. Nhìn rực luôn. Đơn giản như các bạn. Rồi vậy là xong cái gỗ công nghiệp mà acrylic nha. Rồi. Gỗ acrylic xong rồi, bây giờ mình nói về gỗ sơn. Gỗ sơn thì gỗ công nghiệp sơn thì mình gặp rất là nhiều trong tủ bếp, tủ quần áo. Nói chung là hầu như là gặp cái này nhiều. Thì bây giờ gỗ mà bề mặt sơn là làm như thế nào? Thì đầu tiên á, thì bạn cũng chuẩn bị cho mình một cái bộ map mã màu. Thì mình lấy cái bộ map mã màu của tường hôm trước á, 164 mã, chọn cho nó nhanh. Còn thôi thì bạn cứ vào đây bạn chọn màu đều được nha. Bạn kéo cái
Nếu mà bạn không lót cái này thì bạn chọn màu ở cái phần color này. Rồi thì chọn màu thì vậy thôi. Tốt nhất là nên sử dụng cái bảng màu có sẵn để chúng ta linh động hơn. Chúng ta chọn màu nó chính xác hơn, tăng giảm màu cũng được, tăng đậm hơn hay sáng hơn đều được nha các bạn. Rồi cũng tương tự như gỗ acrylic thì bề mặt của nó chúng ta cho nó nhẵn luôn, sơn thì cho nó nhẵn luôn. Đó. Cái này đối với gỗ sơn cũng vậy, chúng ta không nên, nó cho để mà chân thực một chút á, chúng ta cũng nên sử dụng những cái mát, mát bẩn này cho nó ít một xíu, đừng cho nó nhiều. Sau đó bạn đảo ngược mát. Thì đối với bề mặt này là bạn sơn sơn bóng này, sơn bóng này, sơn bóng không như acrylic. Cái thông số spec này á, bạn giữ mặc định cũng được. Đối với gỗ sơn nó giữ mặc định, còn không thì thôi mình tăng lên 60 hay 70 cho cái bề mặt nó phản xạ, nó nét một chút. Nhưng mà mình nghĩ không cần thiết đâu, gỗ sơn thì cái sơn đi nữa bề mặt nó không thể nào mà nó bóng kính quá quá được. Thì bạn giữ nó như vậy thôi là xong gỗ sơn rồi. Đây là gỗ sơn bóng nha. Như vậy là gỗ sơn bóng. Nhớ là nên sử dụng cái mát bẩn, nhẹ nhàng ít thì cái bài của mình nó mới chân thực được. Nó mà có một chút những cái vết bẩn này nhìn nó sẽ ok hơn. Nhìn nó ok hơn. Rồi bây giờ nếu mà muốn nó nhám thì sao, nó mờ sao, không có bóng nữa mà cho bề mặt nó nhám nhám một xíu thì bạn giảm cái này về 70. Vậy là xong rồi. Vậy là xong rồi, đơn giản vậy thôi. Còn nếu mà bạn thấy nó phản xạ nhiều quá thì bạn giảm cho nó xuống ví dụ 60, 65 đều được nha các bạn. Cái này tùy vào cái tổng thể cái bài của mình. Sau khi bạn làm vật liệu hết, bạn đi ánh sáng hết, là bạn thấy cái phản xạ của một số vật liệu nó chưa có như ý của bạn. Nếu bạn phản xạ mạnh quá thì bạn giảm nó, điều chỉnh cái thông số phản xạ này một chút thì bài của mình nhìn nó mới chân thật hơn. Nó phụ thuộc vào nhiều ánh sáng nữa. Ví dụ cái bài có nhiều cái sự ánh sáng nó vào và đập phản xạ nhiều á thì nó khác. Còn nó bình thường nó không có đủ sáng á thì những cái thông số mặc định như thế này á thì nó chính xác hơn. Cho nên tùy vào bài các bạn. Rồi vậy là xong gỗ sơn bề mặt bình thường nha. Rồi rồi bây giờ mình nói tiếp cái vật liệu gỗ sơn mà sơn trên bề mặt gỗ nó có vân như thế nào. Thì hồi bữa trước á, bữa trước thì chúng ta làm cái vật liệu gỗ số 1 á, về bề mặt gỗ có vân này, gỗ công nghiệp này này. Thì hôm nay chúng ta sẽ tận dụng luôn cái mát gỗ này để tạo vân cho cái bề mặt gỗ sơn luôn nha. Thì sau khi bạn làm vật liệu xong á, bạn hay mát, bạn chọn mát bơm hay là mát normal gì cũng được. Thì một là nếu mà nó không có cái mát này, mát phụ thì bạn sử dụng luôn cái mát Embedo này. Thì tùy bạn, cách nào cũng được hai cách. Nhưng mà cách này thì mình lấy cái vật liệu số 1 là nó có cái mát phụ là mát normal này. Thì sau khi bạn lót vào á thì đầu tiên là bạn giữ nguyên mấy cái này là mình export ra, bây giờ mình lót import vào lại mình sử dụng nha các bạn, chứ không có gì. Thì bạn làm xong thì bạn cứ export ra, sau đó bạn import và bạn sử dụng thôi. Những thông số này mình giữ giống như bữa, không có gì cả. Cái này thì mình đang để là bóng mờ, bóng mờ. Rồi bây giờ đầu tiên là bạn kéo cái này về không thì bạn cho nó phủ hoàn toàn một màu đơn sắc luôn. Đơn sắc luôn. Sau đó là bạn thấy cái vân này nó chưa có nổi lên nè. Màu thì bạn chọn cái màu này nha. Sau khi bạn chuyển vào công thì bạn chọn màu này, màu gì cũng được. Thì tùy bạn. Tùy bạn. Ở đây mình chọn màu xanh đi. Mình chọn màu xanh cho nó lạ lẫm xíu. Sau đó là bạn thấy không? Nó có những cái vân gỗ này. Do mình sử dụng cái mát normal này. Bây giờ mình tăng cái này cao lên luôn. Mình tăng 150 đi. 150 chưa được, mình tăng lên 180 luôn. Rồi
À, mình cố tình mình tăng để nó xuất hiện cái vân nha các bạn. Đó phải không? Nó xuất hiện mấy cái vân này rồi này. Ừ, nó xuất hiện những cái vân này rồi. Vâng rồi. Ừ, tương tự thôi. Thì bây giờ bộ sơn thì cái này bạn giữ 50% là được rồi. Rồi bây giờ bạn muốn sơn bóng luôn thì kéo lên 100%. Đó. 100%. Cái map mà map bẩn này nó ấy quá, để mình chọn cái map bẩn khác. Mình chọn map bẩn ít thôi. Ừ, mình đảo ngược map một xíu. Cái này mình cho cái vân của nó nhiều quá rồi, mình giảm lại một xíu. Trong này cái map bẩn này nó cũng hơi hơi kinh, để mình lấy cái map bẩn nhẹ hơn. Và sử dụng cái map bẩn nhẹ hơn cho bài của mình nó chiêu chiêu một xíu. Mình thấy cái vân này nó vẫn nặng quá thì vẫn giảm cái này xuống cho nó 50 đi. Nó có vân nhẹ nhẹ thôi, vậy là được rồi. Sơn bóng các bạn kéo lên mà thường á, mà gỗ vân mà sơn bóng á, mình nghĩ nó kinh lắm, nó kinh lắm. Mà ở đây mình có làm cho các bạn xem thôi, giảm tăng lên 70 xíu cho cái gỗ vân đó. Gỗ có vân, sơn bóng, sử dụng map bẩn này giữ 50% của sơn. Giờ mình cho nó là mờ đi. Mờ thì nhìn đẹp hơn. Cái vân nhìn mờ đẹp hơn. Bóng thì vân nó nổi nhiều quá, mờ thì nó lại lặn đi, thì mình giữ nguyên 100% mặc định đi. Đó, rồi đẹp, ok đó. Ha. Thì đây là cái cách mà làm gỗ sơn trên cái bề mặt mà mình tận dụng những cái map mà có vân gỗ. Nếu mà không có map phụ thì mà sử dụng chính cái map Ebido này luôn để mà tạo cái bơm bề mặt luôn. Nhớ là gỗ á, mà những cái vị trí mà những cái mà gỗ trơn á, trơn màu á, thì đừng có sử dụng cái mà cánh nhỏ nữa, diện tích nhỏ nữa, thì đừng có dùng map bẩn nó lon lỗ nhiều, nên sử dụng những map bẩn mà kiểu dạng chấm vân tay nhỏ nhỏ thôi, mà nên chọn những cái ít thôi. Lâu lâu nó sẽ hiện những vết bẩn này, nó đẹp á, mình thấy ok mà. Khi mà render thực tế thì có thể mấy cái vân này nó ít có xuất hiện thì bạn điều chỉnh lại cái này. Cho nhiều khi hình ảnh preview thì nó vậy, nhưng mà những lúc render thì nó lại khác. Rồi kéo cái màu đây nó đậm xuống xíu nữa. Lung linh luôn, mình thấy ok mà. Rồi thì ở cái buổi này thì mình giảm cái phản cái trời sáng nhiều rồi, thành ra là nó không có cháy sáng như cái buổi hôm trước nữa. Cái đó là do cái sự cháy sáng á, cho nên nhiều lúc mà nhìn vật liệu hiển thị nó không có rõ. Cái file này mình muốn làm nhanh thôi, thành ra là nhiều lúc mà làm này nó trời sáng mới ngồi á, đặt nhanh á, cho nên nhiều lúc nó hơi lỗi một xíu. Nhưng mà thực tế thì những cái thông số á, cái đó mình hướng dẫn thì nó tương đối là ổn. Như cái này là mình thấy ổn này, mình giảm cái trời sáng lại xuống này, chỉnh cái trời sáng lại một xíu thì nhìn của nó mềm mại hơn, nó không có bị cháy sáng nhiều hơn. Rồi chào các bạn buổi hướng dẫn vật liệu về gỗ công nghiệp sơn và acrylic á, cái này là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Để ủng hộ kênh thì các bạn có thể đăng ký kênh cũng như là comment chia sẻ những cái kiến thức cũng như là những cái vấn đề mà bạn là gặp phải trong quá trình sử dụng Enscape. Rồi, chào tạm biệt các bạn.